chào tất cả các bạn và tất cả mọi người nha. Hôm nay thì xe nó xuống và nó chở máy cắt sinh pha các bạn. Mời các bạn theo dõi quá trình công nhân nó ráp máy sinh pha nha các bạn. Sau một thời gian mà hai anh em đi lên thành phố nha các bạn, là quyết định là lấy một cái máy ấy làm cửa nhôm sinh pha nha. Các bạn mà có làm nhà làm cửa nhôm sinh pha thì liên hệ mình nha. Mình sẽ để số điện thoại với tiêu đề nha các bạn. Mấy bạn ủng hộ mình nha. Giờ thợ đã tháo máy và coi cắt chỉnh máy thì nha các bạn. Mời các bạn theo dõi nha. Chưa có mặt em lại cháy màn hình luôn đó, không nó phát ra không. Bây giờ thì thợ đang ráp cái máy dập vô nha các bạn, máy dập lỗ đó các bạn. Và các em mà bằng áo đen là tùng cơ khí nha các bạn. Có các em vlog là tùng cơ khí trên mạng nha các bạn.
giữa. Con này nó mỏng không ạ? Con này là dập hệ 63 đấy. Đúng rồi. Mình vừa mình bỏ đây, bắn cũng không sao hết. Đó. Nếu ai vô tình mà. Cái này ngắn thế. À. Đấy. À. Nó xè. Có bốn cây gì bắt lộn gì để vô cái cử. Cử nó còn nhiều lắm. Có lại đó. Lộn rồi. Cái lộn rồi. Có lộn cây rồi, cái này. Lộn cây rồi, lộn hết 5 phân rồi. Cái này ngắn thế ta? Vậy cái này dài. Có một cây dài. Hay là mày rút rút thuốc ra. Ôi giời ơi, em bảo để nguyên cái thước này rút ra làm gì? Thước nào? Thước này. Cái này là căn ngắn rồi đúng không? Ngắn rồi đúng không? Là phải cắt lại theo cái này. Rồi, rồi má chập. Xong luôn rồi. Cứ cứ làm không? Chỉnh lại thước đúng không? À. Ừ. Rồi. Cắt bốn cây bằng nhau mình. Đó là có một cây này, cây này ngắn. Cây ngắn là bằng đó. Là hai cây ngắn, hai cây dài đó. Thôi thôi. Cái ngắn này dài nè. Ê từ từ từ. Nó có hai cái ngắn hai cái dài á. Sau một thời gian làm thì giờ cũng đã hoàn chỉnh nha các bạn. Ráp thành khung này, ổn nha các bạn. Và thợ đã làm xong cái máy phay nha các bạn, chỉnh ổn rồi nha các bạn. Và mình cũng kết thúc video tại đây. Bạn nào yêu thích video thì cho mình một like, chia sẻ, đăng ký giúp mình có động lực làm nhiều video tốt hơn nha. Tạm biệt tất cả các bạn. Tạm biệt.